Chào người nha, em còn ba cái đầu máy Maru tâm rời 230 nha, 23cc đồng 32 ly, chế quanh rồ là hàng nhân bản nhé, hàng ba. Mấy con này thì em bao nòng cho nha mọi người nha. Này thì nó về nó bể cái bình xăng lớn nó bể nên là bán cái đầu máy không bán rẻ. Về cái bình xăng mới thì nó có bán nhiều lắm nên là dễ mua cũng dễ, có mấy chục ngàn một cái đó. Này mình lắp cần cần rời 260 hoặc lắp xịt thuốc rồi phát cỏ cũng được nha. Này về vệ sinh nó màu màu tím. Con này một con nè, con này màu vàng luôn nè, bố con luôn vậy nha. Mấy con này em bao nòng hết cho mọi người nha, chế vô ruồng chế ngang hết nha. 23 con số 2 này. Này con số 1, con số 2 nha. Còn con này số 3 này. Lắp rồi nó rất đẹp nha mọi người. Số 3 23 nhất nha, 23cc nồng 32 luôn. Em bao nòng hết nha. Thì em xả cho mọi người 420.000 một đầu nha. 420.000 một đầu nha mọi người. Có 3 đầu. Nếu làm thì bảo em nha. Không bao ship nha. Làm thì 1, 2, 3, 4. 420.000 một đầu nha mọi người.